chán nản vì làn da sạm đen, thô ráp sau mỗi lần ra nắng? Sao bạn chưa dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bisan, viên uống chống nắng toàn thân đến từ Mỹ? Sản phẩm chứa chiết xuất dương xỉ, 12 chiết xuất thảo dược và nhiều vitamin khoáng chất. Bisan giúp chống lại tác hại của ánh nắng, tia cực tím, bức xạ nhiệt, môi trường ô nhiễm bằng nước uống, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, chống lão hóa và ngăn ngừa nám da, sạm da. Bây giờ việc chống nắng và tia cực tím không còn vất vả và khó khăn nữa vì đã có viên uống giúp chống nắng toàn thân Bisan đến từ Mỹ.